Sáng 12 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đã chỉ đạo quyết liệt, nhân dân hết sức quan tâm việc triển khai chiến lược vaccine. Để có vaccine tiêm cho người dân nhiều nhất, nhanh nhất có thể, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ kiềng ba chân gồm mua và nhập khẩu, chuyển giao công nghệ để sản xuất, nghiên cứu sản xuất trong nước. Trong đó, việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước có vai trò rất quan trọng. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là công việc lớn của đất nước, được người dân rất trông đợi. Thủ tướng nhấn mạnh phải bàn và làm bằng được việc sản xuất vaccine trong nước. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các vaccine nghiên cứu phát triển trong nước như Nanocovax đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, phải được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để khẩn trương cấp phép lưu hành khẩn cấp. Cấp bách nhất hiện nay là phải có vaccine ngay thời điểm này để tiêm cho người dân nhiều nhất có thể. Sau tháng 10 năm 2021, vaccine từ các hợp đồng mua của nước ngoài sẽ về rất nhiều, dự kiến trong quý 4 sẽ có khoảng 60 triệu liều. Các dự án tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của nước ngoài cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Các vaccine trong nước cũng sẽ hoàn tất quy trình thử nghiệm lâm sàng. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu với tinh thần kịp thời, an toàn, hiệu quả, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất phải vào cuộc hết sức khẩn trương, rút gọn tối đa quy trình, thủ tục hành chính, nhưng về mặt chuyên môn, khoa học phải chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ, dục tốc bất đạt. Do đây là lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tính mạng con người, nên phải có trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo, không nóng vội, chần chừ hoặc nóng vội đều không được. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiện toàn tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế về vaccine phòng COVID-19, hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ nếu cần thiết và phải hoạt động thật hiệu quả, thực chất. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư về cấp giấy lưu hành thuốc và vaccine sản xuất trong nước, theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ. Cùng với vaccine, Thủ tướng yêu cầu tích cực hơn nữa thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 và các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, nhất là kit xét nghiệm. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta đã cố gắng rồi, phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi, phải nỗ lực hơn nữa, đã phối hợp chặt chẽ rồi, phải chặt chẽ hơn nữa, đã hiệu quả rồi, phải hiệu quả hơn nữa. Mục tiêu cuối cùng là Việt Nam sớm có vaccine tự mình sản xuất. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vaccine sản xuất trong nước. Đồng thời, Thủ tướng khẳng định đây là kết quả từ sự nỗ lực, lao động của các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà sản xuất, cũng là sản phẩm chung của cả nước, của dân tộc, của lòng dân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.